nguyện cho tất cả chúng sinh nghe được danh hiệu Phật đều chẳng lướng qua, tùy chỗ được nghe đều được mắt thấy. Nguyện cho tất cả chúng sinh khéo phân biệt biết được chánh giáo của chư Phật đều thủ hộ thọ trì Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thích nghe tất cả Phật pháp, thọ trì đọc tụng, khai thị chiếu soi. Nguyện cho tất cả chúng sinh tin hiểu công đức Phật giáo như thật, đều xả bỏ hết thảy, cung kính cúng dường. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đủ thứ xe cho thanh văn duyên giác, vì khiến cho chúng sinh đều được thành tựu trí huệ thần thông thanh tịnh bậc nhất, tinh tấn tu hành, chẳng có giải đãi, đắc được nhất thiết trí lực, không sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chỉ cần nghe được danh hiệu của Phật thì công đức đó đều không lướng qua. Tùy theo chỗ họ được nghe danh hiệu Phật thì có thể sẽ thấy được vị Phật đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh kéo phân biệt hiểu được chánh giáo của chư Phật nói, cũng thủ hộ hoằng pháp lợi sinh, làm hộ pháp tốt nhất của Phật giáo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn thích nghe tất cả Phật pháp, mà còn thọ nơi tâm, chỉ nơi thân, luôn chẳng nhàm mỏi. Lại hay ưa thích đọc tụng kinh điển Đại Thừa và giảng giải cho chúng sinh nghe, chỉ dẫn tu tập như thế nào mới có được lợi ích, hiểu rõ diệu dụng của trung đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tin sâu giáo nghĩa của chư Phật, thấu hiểu lý thể của các pháp, cùng với công đức chân thật của chư Phật tu tập, đem hết thảy những gì mình có khó xả đều cung kính cúng dường chư Phật. Ở trên là hồi hướng căn lành tu tập của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí xe cho hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thần thông bậc nhất, trí huệ bậc nhất, thanh tịnh bậc nhất, luôn luôn dũng mãnh tinh tấn tu hành chẳng giải đãi, đắc được nhất thiết huệ và sức không sợ hãi. Các vị thiện tín, mười nguyện ở trong đoạn kinh văn này, Bồ Tát đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích của sự nghe pháp, muốn chúng sinh thường nghe Phật pháp có thể sẽ thấu hiểu đạo lý chân thật của chư Phật nói, khai mở đại trí huệ, thường gần gũi tam bảo, cúng dường tam bảo, khiến cho thân tâm an lạc, đắc được an ổn không thể nghĩ bàn, lại thường được người đời cung kính tin cậy ngưỡng mộ. Bồ Tát khổ nhọc như thế khuyên chúng ta đi trên con đường chân chánh, khiến cho chúng ta có phước báo nghe đại thừa diệu pháp vô thượng đệ nhất nghĩa đế, hoa nghiêm pháp lớn, đó là nhân duyên lớn khó gặp được, đó cũng là căn lành của các vị đã tích tập nhiều đời mới có cơ duyên khó gặp này. Hy vọng các vị ngàn vạn đừng xem thường, đừng cho rằng hàng ngày nghe đều là lời lặp đi lặp lại, nói tới nói lui đều là đạo lý rất nông cạn, trẻ con đều biết, chúng ta sớm cũng đều đã hiểu. Phải đó, các vị sớm đã hiểu, cổ nhân có nói, trẻ con 3 tuổi đều hiểu được, già 80 tuổi làm chưa xong. Bạn đã hiểu đạo lý trong kinh, nhưng bạn chẳng có thực hành, chẳng thiết thực, đi làm, thì cũng giống như người không hiểu không biết. Tại sao chư Phật Bồ Tát không nhàm chán, nói đi nói lại, dễ nói giải thích tỉ mỉ, đưa ra ví dụ để thuyết minh? Là vì sợ rằng chúng sinh đời sau khinh thường lơ là, nghe qua rồi thôi. Giống như người có 2 cái chân, hàng ngày muốn đi đây đi kia, nhưng họ lại thật thà, ngồi một chỗ bất động, thì bạn trách cứ ai, chân không nghe lời chăng? Chúng ta đến nghe kinh là vì có tâm tin mới đến, nghe hiểu rõ đạo lý trong kinh điển, thì chúng ta phải thực hành từng chút, từ từ y theo lý mà làm, học tinh thần hy sinh của Bồ Tát, xả mình vì người. Đó mới là chân chánh minh bạch Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, đó mới là người chân chánh cầu Phật Đạo. Một Phật giáo đồ, thành thật muốn học Phật Pháp, hy vọng các vị đừng xem thường, bỏ qua cơ duyên trên. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các xe báu bố thí các ruộng phước, cho đến khi bố thí cho kẻ bần cùng cô độc. Tùy theo chỗ họ mong cầu, tất cả đều xả, tâm sinh hoan hỷ, chẳng có tâm nhằm mỏi, vẫn hướng về người đó, tự bảo họ rằng, đáng lẽ tôi phải mang đến cúng dường cung cấp, không nên lao nhọc các vị từ xa đến mỏi mệt. Nói rồi quỳ xuống lại hỏi thăm chỗ ở, phàm là hết thảy cần những gì tất cả đều bố thí cho, hoặc có lúc bố thí cho họ xe báu mani dùng nữ báu bậc nhất ở cõi Diêm Phù Đề chở đầy trong xe, hoặc lại ban cho xe trang nghiêm bằng vàng nữ báu nhân gian chở đầy trong xe, hoặc lại bố thí xe lưu ly đẹp kỹ nữ trong nội cung đầy rẫy trong xe. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại đem các thứ xe báu khác nhau bố thí cho tất cả ruộng phước tăng thanh tịnh, cùng với những người bần cùng cô nhi độc thân. Chẳng những Ngài bố thí cho họ xe báu, mà còn tùy theo chỗ họ cần dùng, thảy đều bố thí cho họ,
Tâm sinh hoan hỷ, chẳng có biểu hiện chút buồn phiền không vui nào. Ngài đối với những người đến cầu xin tự trách mình, nói: đáng lẽ tôi phải mang đồ vật đến tận nhà cúng giảng các vị, không cần các vị phải lao nhọc từ xa mà đến, khiến cho các vị mệt mỏi, thật là xin lỗi. Nói xong bèn quỳ xuống hướng về họ lễ lại, hỏi thăm chỗ ở của họ. Phàm là họ cần tất cả những đồ vật gì, thầy đều bố thí cho họ, được toại tâm mãn nguyện. Các vị nhìn thấy hạnh Bồ Tát bố thí thật là thành khẩn mà còn bình đẳng, thật là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát hoặc có lúc bố thí cho họ xe báu mani, dùng nữ báu xinh đẹp bậc nhất trong cõi Diêm Phù Đề trở đầy trong xe. Bồ Tát biết trong tâm của chúng sinh hoan hỷ nhất là thấy được con gái xinh đẹp. Vì làm mãn tâm nguyện chúng sinh, cho nên trên xe chở đầy mỹ nữ, khiến cho chúng sinh thấy được sinh tâm hoan hỷ, do tâm hoan hỷ mà phát tâm Bồ Đề sinh tu đạo nghiệp thành tựu Phật quả. Những mỹ nữ báu đó chẳng phải là mỹ nữ thế tục, mà đều là Bồ Tát tu Bồ Tát đạo vì độ chúng sinh mà thị hiện làm mỹ nữ, chẳng có dâm dục, khiến cho chúng sinh thấy rồi sẽ chẳng sinh tưởng niệm tà, trong tâm ngược lại cảm thấy mát mẻ. Có lúc hoặc bố thí xe báu bằng vàng thật, trên xe cũng chở đầy nữ báu của nhân gian. Có lúc hoặc bố thí xe báu làm bằng lưu ly, chở đầy mỹ nữ ca hát nhảy múa ở trong cung vua. Hoặc bố thí đủ thứ xe báu kỳ diệu, chở đầy đồng nữ như thiên thể nữ. Hoặc bố thí xe dùng vô số báu trang nghiêm, nữ báu đầy trong xe, nhu hòa, thông minh, biện tài trí huệ. Hoặc bố thí xe bằng trên đàn, hoặc lại bố thí xe báu pha lê, đều chở các nữ báu đầy rẫy trong xe, dung nhan xinh đẹp, tướng mạo không ai sánh bằng, y phục trang nghiêm ai thấy cũng đều vui mừng. Hoặc lại bố thí xe báu mã não, trên xe chở vương tử quán đảnh. Hoặc có lúc bố thí xe hương kiên cố chở hết thảy nam nữ trong đó. Hoặc có lúc bố thí xe trang nghiêm tất cả báu chở quyến thuộc thân thiện khó xả. Bồ Tát có lúc lại bố thí các thứ xe rất kỳ diệu không thể nghĩ bàn, dùng các thứ báu nghiêm sức, trong xe chở đầy đồng nữ, mỗi đồng nữ đều xinh đẹp giống như thể nữ trên trời. Hoặc lại bố thí xe trang nghiêm rất nhiều thứ báu chở đầy nữ báu nhân gian, mỗi nữ báu đều rất nhu hòa thông minh, có biện tài lại có trí huệ. Có lúc lại bố thí xe hương trên đàn, hoặc có lúc bố thí xe làm bằng pha lê, trên xe cũng chở đầy nữ báu. Những nữ báu đó tướng mạo xinh đẹp, dung nhan rất mỹ lệ, sắc tướng đầy đủ, chẳng phải những con gái ở nhân gian có thể sánh bằng. Họ đều mặc y phục rất trang nghiêm. Những y phục đó chẳng phải đồ bình thường, ai thấy được cũng đều sinh tâm hoan hỷ, khỏi tâm cung kính. Hoặc có lúc lại bố thí xe báu làm bằng mã não, trên xe chở thái tử đã làm lễ quán đảnh, tức là người sẽ kế thừa ngôi vua. Hoặc có lúc bố thí xe hương rất kiên cố, trong xe chở đầy hết thảy nam nữ. Hoặc bố thí xe dùng tất cả châu báu trang nghiêm, trong xe chở đầy vợ đẹp con xinh, không xả bỏ đặng, quyến thuộc khó xả bỏ, lục thân thân thiết nhất, bạn bè mật thiết nhất. Phật tử, Đại Bồ Tát đem vô lượng các xe báu như vậy, tùy theo chỗ họ mong cầu, cung kính bố thí cho, đều khiến cho họ toại nguyện, hoan hỷ đầy đủ, đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe rộng lớn vô ngại không thối chuyển, chẳng đến dưới cội Bồ Đề không thể nghĩ bàn. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe nhân thanh tịnh pháp trí lớn, suốt thuở kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe tất cả pháp không chỗ có, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, thường tu tập đạo nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe chân chánh không xiểm nịnh dối trá, đến cõi nước chư Phật tự tại vô ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận an trụ nơi xe nhất thiết trí, dùng các Phật pháp cùng nhau vui thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngồi xe Bồ Tát hạnh thanh tịnh, đầy đủ 10 đạo xuất ly và ưa thích tam muội của Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đem vô số xe báu như vậy, tùy thuận ý của những người mong cầu, hòa nhan duyệt sắc rất lễ phép bố thí cho họ, khiến cho họ đắc được xe báu. Ai nấy đều tại tâm mãn nguyện, đầy dẫy tâm hoàn hỷ. Ngài đem công đức căn lành bố thí đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể ngồi xe bất thối chuyển, xe chẳng có bất cứ chướng ngại gì, xe rộng lớn đến được dưới cội Bồ Đề không thể nghĩ bàn, đi gần gũi cúng dường chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe nhân thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm, xe trí huệ, pháp môn đại thừa, suốt thuở kiếp vị lai,
sinh tu hạnh Bồ Tát, rộng độ chúng sinh, vĩnh viễn chẳng lùi về nhị thừa, lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe tất cả chánh pháp, chỉ có một thừa, vĩnh viễn để khỏi tâm phân biệt và chấp trước, thường tu đạo nhất thiết trí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe chân chánh, chẳng có xiểm nịnh dối trá, đến cõi nước chư Phật trong mười phương, đều chẳng có chướng ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tùy thuận, an trụ, nơi xe nhất thiết trí huệ, dùng pháp của chư Phật nói, làm niềm an lạc cho thân tâm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có thể tu phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu, đầy đủ mười thứ Phật đạo, thoát khỏi ba cõi, và chứng được an vui tam muội của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xếp bốn bánh, đó là ở cõi nước tốt, y chỉ người thiện, tu tập phước đức thù thắng, phát thệ nguyện lớn, dùng bốn điều đó để thành tựu viên mãn tất cả phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được xe pháp quang minh chiếu khắp mười phương, tu học tất cả trí lực của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe Phật Pháp đến tất cả pháp rốt ráo bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe pháp chờ các phước thiện khó nghĩ bàn, chỉ bày chánh đạo an ổn khắp mười phương. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe đại bố thí xả bỏ lòng bòn sèn dơ bẩn. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe giới thanh tịnh, giữ tịnh giới đồng với pháp giới chẳng có bờ mé. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe nhẫn nhục thường ở nơi chúng sinh để tâm sân hận vô trược. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe đại tinh tấn chẳng thối chuyển, kiên trì tu thắng hạnh hướng về đạo Bồ Đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe thiền định sớm đến đạo tràng chứng trí Bồ Đề. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe bốn bánh. Bốn bánh này đại biểu cho bốn hàm ý. Một, ở cõi nước tốt nhất. Hai, y chỉ người thiện, làm thầy, làm bạn với người lương thiện có đức. Ba, tích tập phước đức thù thắng. Bốn, phát thệ nguyện lớn độ khắp chúng sinh. Y theo xe bốn bánh đó thì sẽ thành tựu viên mãn tất cả phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được chân đế Phật Pháp Đại Thừa, được đại trí huệ vô thượng, quang minh trí huệ chiếu khắp mười phương để tu tập trí huệ và mười lực của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngồi xe Phật Pháp Đại Thừa, đắc được chân lý rốt ráo của tất cả Phật Pháp mà lên bờ Niết Bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe Pháp chuyên trở tất cả phước đức và xe tất cả nghiệp thiện, xe Pháp thù thắng, không thể dùng tư tưởng độ lượng đó chỉ bày khắp tất cả chúng sinh trong mười phương đều đắc được chánh đạo an ổn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe bố thí lớn, quét trừ sạch hết tâm tham lam bọt rèn dơ bẩn bất tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe giới hạnh thanh tịnh, hay giữ gìn tịnh giới như đồng pháp giới, chẳng có bờ mé, thành tựu giới đức kim cang thượng phẩm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe nhẫn nhục, thường đối với chúng sinh thân thiết từ ái, xa lìa tâm sân hận ô trược. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe đại tinh tấn, bất cứ lúc nào cũng đều không sinh tâm thối chuyển, chí nguyện kiên cố tu học tất cả hạnh môn thù thắng, dũng mãnh hướng về Bồ Đề giác đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe thiền định, mau chóng đến được Bồ Đề đạo tràng, chứng được trí huệ Bồ Đề giác đạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ phương tiện khéo léo, hóa thân cảnh giới của chư Phật để dẫy tất cả pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe pháp vương thành tựu không sợ hãi, luôn bố thí khắp tất cả trí pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ không chấp trước, đều vào được khắp tất cả mười phương nơi trần pháp tánh mà không lay động. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe tất cả pháp của chư Phật thị hiện thọ sinh khắp mười phương cõi nước mà chẳng mất hủy hoại đạo Đại Thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe báo nhất thiết trí tối thượng, đầy đủ hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền mà chẳng nhàm mỏi. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, đem các xe báo bố thí các ruộng phước cho đến những người bần cùng cô độc, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ vô lượng trí huệ, hoan hỷ hớn hở, rốt ráo đều được xe nhất thiết trí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ, xe đó phương tiện khéo léo, thao túng tự như, lại dùng trăm ngàn ước hóa thân, luôn luôn đầy dẫy tận hư không khắp pháp giới, đắc được cảnh giới của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe vua của vạn pháp, thành tựu trí huệ không sợ hãi, luôn luôn bố thí khắp cho tất cả chúng sinh pháp nhất thiết trí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe không chấp trước, mà lại có xe trí huệ, nơi mười phương thế giới tùy tâm theo ý muốn đều vào được, đối với pháp tánh lý thể chân thật, thông đạt vô ngại, tin sâu không hoài nghi, chẳng bị nghị luận bên ngoài làm dao động,
cũng quyết không làm việc điên đảo, lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xét pháp của chư Phật đến mười phương pháp giới các thị hiện sinh diệt mà chẳng thối thất tâm Bồ Đề Đại Thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xét báo nhất thiết trí tối cao vô thượng sinh tu mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn đại nguyện vương đó mà chọn không có tâm nhạc mỏi. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đem vô số xe báu bố thí khắp, làm dụng phước tốt cho chúng sinh cho đến bình đẳng bố thí, cho những người bần cùng nhất, những người cô độc nhất, hết thảy căn lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho chúng sinh. Mục đích của Ngài là vì khiến cho chúng sinh được đầy đủ vô lượng trí huệ, thân tâm hớn hở, đắc được xe nhất thiết trí huệ. Phật tử Đại Bồ Tát bố thí voi báu, tính tình của voi điều thuận, thất trì đầy đủ, tuổi tác thạnh vượng cường tráng, sáu ngà thanh tịnh, miệng màu hồng đỏ, giống như hoa sen, hình thể tươi trắng, ví như núi tuyết, nghiêm sức tràng bằng vàng, lưới la báu che phủ, đủ thứ báu đẹp trang nghiêm cái vòi, ai thế được, đều hân hoan đùa giỡn, chẳng có nhàm đủ, đi bộ vạn dặm chưa từng mệt mỏi. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài lại thị hiện bố thí voi báu cho chúng sinh, còn vòi đó tính tình rất điều hòa nhu thuận, là công cụ giao thông tốt nhất, thất chi của nó, mắt tai mũi họng như vậy, đều rất toàn mỹ, tuổi tác của nó cũng đang trong thời kỳ thạnh vượng cường tráng, sáu ngà của nó đồng đều mà còn rất thanh tịnh trắng muốt, miệng của nó màu hồng đỏ giống như đóa hoa sen lớn nở, thân hình của nó tráng kiện giống như núi tuyết nhỏ, lông tươi trắng giống như tuyết trắng, đồng của nó trang sức tràng bằng vàng, trên lưng phủ tấm lưới la châu báu, trên vòi voi dùng đủ thứ chân bảo nghiêm sức rất trang nghiêm mỹ lệ. Khi đi trên đường, khiến cho những người thấy được nó đều hân hoan khen ngợi hết lời, nhìn không biết chán. Tuy nhiên, nó đi hàng vạn dặm nhưng cũng không biết mệt. Hoặc lại bố thí ngựa báu tốt giỏi, các tướng đầy đủ, giống như ngựa trời, dùng ánh sáng, bánh xe báu đẹp hình mặt trăng nghiêm sức, lưới linh bằng vàng thật trang tre phía trên, đi đứng êm đềm, người cưỡi được an ổn, tùy ý chỗ muốn đến, đi nhanh như gió. Du hành khắp bốn châu tự tại vô ngại, Bồ Tát đem voi báu ngựa báu đó hoặc phụng dưỡng cha mẹ và thiện tri thức, hoặc bố thí cho chúng sinh nghèo thiếu khổ não, tâm của Bồ Tát vẫn khoáng đạt tự nhiên, chẳng sinh tâm hối tiếc tham sẻn, nhưng lại tăng thêm vui mừng, lợi ích tăng thêm từ bi thương xót, tu Bồ Tát đức tịnh Bồ Đề tâm, đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ xe điều thuận, tăng trưởng tất cả công đức của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe khéo léo, có thể tùy ý sinh ra tất cả Phật Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe tin hiểu, chiếu khắp trí lực vô ngại của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe phát thú, khắp phát hưng, tất cả nguyện lớn. Bồ Tát, hoặc lại bố thí cho tất cả chúng sinh ngựa báu đã được điều phục huấn luyện thành công. Ngựa báu đó cũng đồng như voi báu, cũng đầy đủ các tướng, giống như ngựa trời, dùng ánh sáng, bánh xe báu đẹp hình mặt trăng nghiêm sức. Dùng vàng thật làm lưới la che phủ ở phía trên lưng, đinh báu làm bằng vàng thật treo ở trán của nó. Điều gọi là ngựa báu chẳng phải nó có sức chạy nhanh, mà là nói nó đức tánh giống như người thiện, cho nên khi nó chạy đi nhanh chậm đều êm đềm, khiến cho người cưỡi nó cảm giác được an toàn thoải mái, mà nó còn khéo hiểu được ý niệm của chủ nhân, tùy tiện chủ nhân muốn đến đâu nó liền thể hội được, chạy nhanh như gió. Nếu muốn du hành bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, thì nó nhất định khiến cho bạn được an nhiên, tự tại, chẳng có tơ hào trở ngại nào. Ngựa tốt này đức tính của nó cao siêu, nó quyết không đãi hai chủ. Cổ nhân có nói, hảo mã bất phối nhị an.